Tổng thống Putin gọi tên cuộc chuyển mình ngoạn mục nhất 30 năm qua, chiến thắng ấn định cho nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, đây là bước chuyển mình mà lâu lắm nước Nga chưa thấy. Cuộc chuyển mình của ngành công nghiệp Nga. Tại cuộc họp của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia CIS tổ chức tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang bắt đầu sản xuất phần lớn những mặt hàng đã nhập khẩu trước đây. Hiện tại, cơ cấu nền kinh tế Nga đã thay đổi, và đây là những thay đổi mà lâu lắm rồi chưa thấy. Cấu trúc nền kinh tế Nga đang thay đổi, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa thấy những thay đổi mang tính cấu trúc như vậy. Trong cơ cấu tăng trưởng của kinh tế Nga, lĩnh vực dầu khí chiếm 3% và ngành công nghiệp chiếm 43%. Điều đó có nghĩa những gì trước đây chúng ta phải mua số lượng lớn ở nước ngoài thì giờ đây phần lớn đã bắt đầu được sản xuất tại Liên bang Nga, ông Putin nói. Hiện nay, gần như trong tất cả các lĩnh vực, nổi bật là ngành hàng không, xe hơi, điện thoại, thiết bị thông minh, các doanh nghiệp Nga đã định hướng lại kế hoạch phát triển nhằm tạo ra sản phẩm nội địa. Xu hướng thay thế nhập khẩu chưa bao giờ diễn ra mạnh mẽ tới vậy. Giới chuyên gia nhận định, Nga đang trải qua cuộc chuyển mình chưa từng thấy trong 30 năm qua. Chiến thắng của nước Nga. Tâm điểm gần đây trong chương trình thay thế nhập khẩu của Nga là ngành công nghiệp hàng không. Trả lời phỏng vấn tờ News.ru, ông Vladimir Padanko, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết, trong tương lai gần, Nga có thể sẽ triển khai sản xuất hàng loạt máy bay dân dụng nội địa. Những năm qua, Nga chủ yếu vận hành máy bay do nước ngoài sản xuất nhưng sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt, nguồn cung máy bay đã bị cắt đứt. Chính vì vậy, việc Nga tự sản xuất được máy bay nội địa được xem là một thắng lợi thực sự đối với nước này. Chúng ta cần có lực lượng hàng không của riêng mình. Trong thời gian tới, các máy bay dân dụng nội địa sẽ được đưa vào sản xuất. Đây sẽ là chiến thắng của người Nga, là sự thay thế nhập khẩu đúng nghĩa, ông Padanko nhấn mạnh. Trước đó, tờ VM dẫn lời ông Oleg Smirnov, Chủ tịch Ủy ban Hàng không dân dụng trực thuộc Cơ quan Giám sát Vận tải Liên bang Nga, Rostranson, cho biết, ngành công nghiệp hàng không của Nga đang đặt kế hoạch sản xuất 1.036 máy bay phục vụ nhu cầu dân dụng, nhằm đưa tỷ lệ máy bay nội địa trong các hãng hàng không lớn nhất của Nga tăng lên 50% vào năm 2030. Tất cả những bước đi này còn hướng tới một mục tiêu to lớn hơn, đưa ngành công nghiệp hàng không, vốn là niềm tự hào của Nga, khôi phục vị thế dẫn đầu như thời Liên Xô. Những dự án triển vọng. Đối với mục tiêu sản xuất máy bay dân dụng nội địa, hiện ở Nga có hai dự án rất triển vọng, đó là MC-21 và FJ-100. MC-21. Trong ngày 19 tháng 10, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với thiết kế trưởng Alexander Inoyev của công ty cổ phần USAVIA Vista, đơn vị sản xuất động cơ PD-14 trang bị cho máy bay MC-21. Tại cuộc gặp, ông Inoyev đã báo cáo với Tổng thống Putin về tiến trình phát triển động cơ PD-14. Theo đó, tới nay đã có 3 chiếc MC-21 được hoàn thiện và cả 3 chiếc này đều trang bị mẫu động cơ nội địa mới của Nga. Hiện tại, USAVIA Vista đã sản xuất được 8 động cơ PD-14 và đang có kế hoạch sản xuất 12 động cơ trong năm 2024. Con số này có thể tăng lên 24 động cơ vào năm 2025 và tiếp tục tăng hơn nữa trong những năm tiếp theo. Mọi thứ đang tiến về phía trước, mọi thứ đang hoạt động. Tôi không nhớ có bất cứ ví dụ nào khác trong 30 năm qua cho thấy chúng ta từng tăng cường sản xuất hàng loạt với tốc độ như vậy. Chúng ta đang quyết tâm, toàn ngành đang quyết tâm để giải quyết vấn đề, ông Inoyev nói. Tốt. Tổng thống Putin nói, đánh giá rất cao thành quả mà USAVIA Vista đã đạt được trong quá trình nghiên cứu, phát triển động cơ máy bay nội địa. MC-21 là mẫu máy bay được Nga thiết kế để vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các tuyến nội địa, cũng như quốc tế. Theo ông Roman Gusak, nhà phân tích, đồng thời là tổng biên tập tổng thông tin avia.ru, nhà sản xuất MC-21 đang dự định sản xuất khoảng 70-80 chiếc MC-21 hàng năm trong giai đoạn đầu và hướng tới tổng số lượng trước mắt là 700 chiếc để phục vụ thị trường Nga. FJ-100. Nếu như động cơ PD-14 của MC-21 đã hoàn thiện thì động cơ PD-8 dành cho mẫu máy bay chở khách FJ-100 đang trong quá trình thử nghiệm. Viện Khí động lực học Trung ương Nga hiện đang thử nghiệm nguyên mẫu FJ-100 với vỏ động cơ và giá treo được sửa đổi để lắp đặt PD-8.
Trước đó, trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, nguyên mẫu SG-100 đã thực hiện 2 chuyến bay theo chương trình thử nghiệm hoàn thiện tại nhà máy. Đây là mẫu máy bay thay thế nhập khẩu, được Nga hoàn thiện trong thời gian nhanh kỷ lục, chỉ mất 4 năm kể từ lúc bắt đầu thiết kế sơ bộ cho tới khi thực hiện chuyến bay đầu tiên. Ngoài ra, hơn 40 hệ thống và thiết bị nước ngoài đã được thay thế bằng sản phẩm nội địa trên SG-100, với chất lượng không thua kém gì các thiết bị nước ngoài. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã gọi SG-100 là thành công lớn với nước Nga. Thiếu tướng, phi công quân sự danh dự Vladimir Popov thì gọi đây là chiến thắng của ngành công nghiệp và công nghệ Nga. Nói về kế hoạch sản xuất SG-100, ông Sergei Chemeyov, người đứng đầu tập đoàn Rosset cho biết, mẫu máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2024, mang tới đôi cánh vững chắc cho nước Nga. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.